Rồi chào các em. Hôm nay thầy trò mình sẽ giải đề thi thử lần 2 của sở Nam Định. Bây giờ mình bắt đầu ha. Câu số 1. Cho nguyên hàm của 1 phần 2 x dx bằng f lớn x, và nó hỏi là f phải x thì ở đây mình nhớ một cái kiến thức, đó là đạo hàm của f phải x sẽ ra lại cái hàm. Cho nên nó câu này nó sẽ ra lại chính cái hàm này. Như vậy mình khoanh là đáp án B. Câu số 2. Cho hàm số y bằng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c, đây là hàm trùng phương, giá trị cực tiểu. Nhìn hình mình thấy ngay là giá trị cực tiểu sẽ là trừ 4, đáp án C. Câu số 3. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, thì gặp cái đồ thị này, cái hàm số này, thì đường tiệm cận đứng chính là nghiệm của mẫu x bằng 3. Câu 3 đáp án C. Câu 4. Tìm đạo hàm của hàm số y bằng log x. Ở đây mình có công thức tổng quát đạo hàm log a của u sẽ bằng u phẩy chia u nhân lna. Và dựa vào công thức này mình có được ngay đáp án C. Câu số 5. Cho hàm số fx e mũ 3x cộng 1, thì ở đây hàm e, cái hàm này có hệ số a là 3. Như vậy mình nhớ mình phải nhân thêm một phần a, ở đây là cụ thể là 1/3, và nguyên hàm của 1 là x. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu số 6. Trong không gian ODZ cho mặt phẳng B có phương trình là như vậy, vector pháp tuyến của B là, thì vector pháp tuyến mình sẽ nhìn lấy cái hệ số trước x, y, z 1, 2 và trừ 3, đáp án B. Câu 7. Đây là một câu khá dễ nhưng rất là nhiều bạn nhầm lẫn ở chỗ là quên đặt điều kiện nè. Thì đầu tiên câu 7 mình nhớ đặt điều kiện là 3x cộng 1 lớn hơn 0 và x phải lớn hơn trừ 1/3. Như vậy thì bước phương trình lúc này trở thành là 3x cộng 1. Do ln là cơ số e lớn hơn 1 nên khi mũ lên nó sẽ không có đổi chiều của bức phương trình, e mũ 0 là 1. Như vậy mình có ngay là x bé hơn hoặc bằng 0. Giao với điều kiện thì mình sẽ có là trừ 1/3 bé hơn x bé hơn hoặc bằng 0. Đáp án của mình là đáp án D. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2, độ dài đường sinh bằng 5, diện tích xung quanh của hình nón đã cho là, ở đây mình sẽ nhớ được cái công thức diện tích xung quanh của hình nón sẽ là LRB, với L là độ dài đường sinh, R là bán kính. Thay vào thôi, đây người ta cho hết trơn rồi, 5 x 2 x bi là 10 bi, đáp án C. Câu số 9. Cho khối lăn trụ có đáy là hình vuông cạnh A, chiều cao, thì V của lăn trụ có công thức là H nhân B, với B là diện tích của mặt đáy. Thì mình thay vào, chiều cao là 4A, diện tích của hình vuông là bằng cạnh bình phương. Như vậy mình thay vào là có ngay là mình sẽ có là 4A A mũ 3, đáp án B. Câu số 10. Trong không gian OXYZ, góc giữa hai mặt phẳng và OXY và OXZ, cái này bạn nào học lý thuyết sẽ biết là hai mặt, các mặt phẳng tọa độ vuông góc nhau. Như vậy hai mặt này
có góc là 90 độ. 10 là câu A. Các mặt phẳng của hệ trục tọa độ. Vuông góc nhau. Câu 11, cho khối lập phương có cạnh bằng 2A. Thể tích của khối lập phương đã cho là thể tích của hình lập phương là cạnh mũ 3. Như vậy 2A mũ 3 là 8A mũ 3, đáp án C. Câu 12, trên khoảng 1 đến cộng vô cùng, đạo hàm của hàm số y bằng x trừ 1 của E là, đây là một cái đạo hàm cơ bản. Như vậy mình có là E đem xuống và trên đây trừ 1. Các bạn nhớ trong đây là của mình là U. Tuy nhiên ở đây khi U trong đây U phẩy ra nó vẫn là 1, nên cái hàm này sẽ là E nhưng x trừ 1, E mũ trừ 1. Đáp án B. Câu 13, đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? Nhìn thấy ngay đây là dạng của hàm trùng phương, hệ số A dương. Vậy mình chọn ngay là đáp án D. Hai thằng này là không phải rồi, cái này là A bị âm. Câu số 14, cho hàm số y bằng fx xác định liên tục trên khoảng R có bảng biến thiên như sau, mệnh đề nào sau đây đúng? Câu A, hàm số nghịch biến trên khoảng trừ vô cùng tới 1. Tới 1 sai. Từ trừ vô cùng tới 1 nó trải qua hai khoảng đồng biến và nghịch biến. Câu B, trừ 1 đến cộng vô cùng, câu này cũng sai. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1 đến cộng vô cùng, 1 cộng vô cùng hàm số đồng biến, như vậy đáp án đúng là đáp án D. Trừ 2 nó nằm trong đây nè, cho nên nó đồng biến. Mô đun của số phức xét. Ở đây mình nhẩm nhanh được là căn của thực bình cộng ảo bình nó sẽ là căn 5. Câu số 16, cái tích phân này mình có thể tách ra là 1 đến 2 của fx gx trừ 1 đến 2 của gx gx. Và hàm một tích phân từ 1 đến 2 của fx là bằng 5. Đây đã cho 2, như vậy đáp án là 3. Câu C, 16C. 17, trong không gian OZ cho đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây? Thì muốn xác định được đi qua điểm thì các bạn cứ thay mấy cái này vào. Coi coi ba thằng này bằng nhau là đáp án đúng. Nhưng mà ở đây có một cái mẹo là thông thường những câu như vậy người ta sẽ cho là ba cái thằng này bằng không hết. Như vậy ở đây kiếm như thầy là trừ 2 nè, ở đây là 3 nè, ở đây là trừ 5 để nó bằng không. Thì đây trừ 2, 3, trừ 5. Đáp án gì? Câu số 18, cho hàm số bậc 3 y bằng fx có đồ thị như hình vẽ, có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình fx bằng m có 3 nghiệm thực phân biệt. Có 3 nghiệm thực phân biệt thì cái đường thẳng, rõ ràng đây là sự tương giao giữa đồ thị fx và đường thẳng y bằng m. Cho nên ở đây mình sẽ, người ta cho hàm fx rồi, mình sẽ vẽ một cái đường thẳng y bằng m. Y bằng m là một cái hàm hằng, vẽ đường nằm ngang sao cho nó cắt tại 3 điểm. Thì ở đây mình dễ nhìn thấy y bằng m nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 3, thì nó sẽ cắt tại 3, có 3 nghiệm thực phân biệt. Thì trừ 1 đến 3 m sẽ có cái giá trị là 0, 1, 2. Đáp án của mình là đáp án D, 3 giá trị 0, 1, 2. Xin lỗi, ở đây người ta cho là nguyên dương, mà dương thì không tính số 0. Câu A ha, các bạn nhớ đọc kỹ đề chỗ này nha, người ta cho nguyên hay là nguyên dương hay là nguyên âm. Và lưu ý số 0 là một con số, 0 là nguyên dương cũng không là nguyên âm.
Có bao nhiêu cách xếp năm học sinh thành một hàng dọc? Xếp năm học sinh thành một hàng dọc là năm giai thừa. Đáp án là 120, 19B. 20. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là, nhìn thấy ngay là 5 và trừ 3. Câu B. Phương trình có nghiệm là, câu này chỉ có một nghiệm thôi, đề chỉ có một nghiệm, mình xếp son cho nó nhanh. 3 mũ x trừ 2 bằng 3 chia 9 mũ x. X bằng 1. Đáp án D. Câu 22. Thì cái tích phân y này nó sẽ bằng là 0 đến pi chia 2 của fx dx cộng cho 0 đến pi chia 2 của 2 sin x dx. Ở đây thì đề người ta cho cái này là 3 rồi. Bây giờ mình chỉ cần bấm cái cục ngoài sao thôi, là 2 sin x từ 0 đến pi chia 2. Nhớ các bạn chuyển chế độ qua radian nha, tại vì mình có pi. Vậy đây là 2, như vậy đáp án là 5. Câu D. 23. Cho hàm số, đây là hàm nhất biến, có đồ thị đường cong như hình vẽ, tọa độ giao điểm của đồ thị đã cho với trục tung. Tọa độ với trục tung chính là 0, trừ 2. Đáp án B. Cho cấp số nhân, giá trị của U4, mình nhớ công thức của cấp số nhân lớp 11 là UN sẽ bằng U1 nhân Q mũ N trừ 1. Như vậy trong trường hợp này, U4 sẽ là U1 nhân Q mũ 4 trừ 1 là 3. Với U1 là 2, Q là 1 phần 5 mũ 3. Là 2 phần 125. Đáp án D. Tìm số phức liên hợp của số phức Z. Câu 25. Tìm số phức liên hợp của số phức Z bằng y nhân 3 cộng y tất cả, y nhân tất cả cho 3y cộng 1. Cái này các bạn bấm máy tính cũng được, các bạn tính nhanh cũng được. Đây là trừ 3 cộng y. Như vậy số phức liên hợp là trừ 3 trừ y. Các bạn nhìn phối vào sẽ nhanh hơn bấm máy đó. Đáp án C. 26. Cho hàm số bậc 3 có đồ thị như hình vẽ, điểm cực đại của hàm số đã cho. Điểm cực đại của hàm số đã cho. Thì ở đây mình thấy điểm nó sẽ là chữ x, nhưng mà lưu ý vì đề ở đây là điểm cực đại của hàm số. Ở đây nếu như mà đề nó đổi thành là điểm cực đại của đồ thị hàm số thì nó chính là đáp án D. Nhưng mà chỉ có hàm số thôi, cho nên mình chỉ cần lấy thằng x thôi, cho nên đây là đáp án C mới đúng ha. Các bạn rất là hay nhầm lẫn câu này. Câu 27. Cho mặt phẳng B, cắt mặt cầu S theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng R, gọi D là khoảng cách từ Y đến P, khẳng định nào dưới đây đúng? Cho một cái mặt cầu mặt phẳng B, các đường tròn theo giao, các mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn, đây là mặt phẳng B. Gọi D là khoảng cách từ Y đến B, khẳng định đúng là D bằng 0. Các mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng R. À, ở đây bán kính của đường tròn này nó chính là
ở đây nó bằng R mà mặt cầu cũng là bán kính R, nên mình sẽ hiểu đây là một trường hợp cắt ngay, thầy hay gọi đây là đường xích đạo. Thì khoảng cách từ Y xuống mặt phẳng này lúc này nó bằng bằng 0. 27 đáp án là A. 28. Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường. Khi gặp công thức, khi gặp câu tính thể tích mà cho các hàm số như vậy, thì mình có ngay công thức tính thể tích là V cận từ A đến B của F bình X, G X và nhân thêm B. Ở đây người ta chưa có cho cận thì mình sẽ lập phương trình hoành độ giao điểm. Của hai thằng trừ X bình cộng 3 X và Y bằng 0. Như vậy là trừ X bình cộng 3 X bằng 0. Ở đây mình nhìn thấy ngay là một cái x bằng 0 và một cái x bằng 3. Vậy cận của mình sẽ là cận từ 0 đến 3. Suy ra thể tích của mình là pi nhân cho 0 đến 3, tích phân từ 0 đến 3 của thằng trừ x bình cộng 3 x tất cả bình dx. Tới đây chỉ cần nhập vào máy tính. Đừng nhập pi nha, nó ra số 6 đó. Vậy là 81 phần 10 và các bạn gắn thêm chữ B vô. Câu B. 29. Cho hình chớp tứ giác đều có đường cao bằng A và cạnh đáy bằng 2A. Có đường hình chớp tứ giác đều như vậy, đáy sẽ là hình vuông. Góc giữa hai mặt phẳng SCD và ABCD. Thì góc giữa hai mặt phẳng SCD và ABCD chính là góc giữa mình sẽ chọn, vì SCD là tam giác cân, mình sẽ chọn M là trung điểm CD. Vì chớp SAB CD là chớp tứ giác đều. Nên mình có được là các mặt bên sẽ là tam giác cân. Điều này dẫn đến tam giác SCD cân. Mà tam giác SCD cân khi mà mình chọn điểm M thì dĩ nhiên SM sẽ vuông góc với lại CD. Và OM mình cũng dễ nhận thấy cũng vuông góc với CD. Cho nên từ đây mình có thể khẳng định nhanh được là góc giữa SCD và ABCD chính là góc SMO. Góc SMO thì mình có là nó cho đường cao bằng A, cạnh đáy bằng 2. Đường cao có, OM có, vậy mình sẽ dùng tan. Tan của SMO, dùng tìm tan lấy đối chia kề, SO là A. OM thì một nửa cạnh đáy sẽ bằng A bằng 1. Mà tan bằng 1 thì góc này bằng 45 độ. Đáp án câu 29 là đáp án D. Hoặc là mình có thể khẳng định, mình có thể nhìn ngay là OM bằng A, SO bằng A thì nó chính là tam giác vuông cân. Mà tam giác vuông cân thì góc ở hai cạnh đáy là 45 độ. Câu 30. Trong không gian OXYZ cho mặt cầu S
là phương trình như thế này tính bán kính R của mặt cầu S. Thì khi gặp phương trình như thế này thì bán kính R được tính bằng công thức là căn của A bình cộng B bình cộng C bình trừ D. Thì ở đây A chính là cái thằng ABC là tọa độ của tâm. Thì ở đây mình thấy tâm có tọa độ là 4 trừ 5, lấy cái này chia trừ 2, 3, thay vào là 4 bình cộng trừ 5 bình cộng 3 bình trừ D, D là 49. Căn 16 cộng 25 cộng 9 trừ 49 là 1, 30 là đáp án A. Cho A là số thập dương tùy ý. Câu 31, cho A là số thập dương tùy ý, lớp nê bê E của A bình bằng, thì mình có cái công thức đó là công thức tổng quát là loga cơ số A của B chia C sẽ bằng loga cơ số A của B trừ cho loga cơ số A của C. Thì áp dụng với cái bài này thì mình có ngay là LNE trừ LNA bình, mà LNE bằng 1. LNA thì mình cứ đem số 2 ra sẽ thành 2 LNA. Như vậy là có câu D, 31 đáp án D. 32. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm ABC, đường thẳng đi qua C vuông góc với mặt phẳng ABC có phương trình là. Thì muốn tìm phương trình đường thẳng D, mình phải có hai yếu tố là đi qua C, đi qua một điểm, ở đây cụ thể là đi qua C có tọa độ là 1, 2, trừ 1 và có một vector chỉ phương. Ở đây mình có, người ta cho là đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng ABC, thì vector chỉ phương lúc này đóng vai trò là vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC. Và mặt phẳng ABC có vector pháp tuyến là mình lấy tích có hướng của AB và AC với AB có tọa độ là trừ 1, 2, trừ 3, AC có tọa độ là trừ 2, 2, trừ 2. Tới đây mình tính được trừ 1, 2, trừ 3 trừ 2, 2, trừ 2, trừ 2. Tức có hướng của mình ra là 2, 4 và 2. Ở đây mình có thể, ở đây đề nó không có đáp án đó, thì mình có thể rút gọn, rút số 2 ra ngoài, ở trong là 1, 2 và 1. Như vậy cái vector chỉ phương của mình có một vector là 1, 2 và trừ 1, 1, 2 và 1. Đáp án của mình chỉ là A hoặc là B. Dựa vậy rồi đi qua C thì đáp án là đáp án A. Câu 33, tích tất cả các nghiệm của phương trình. Đầu tiên ở đây đặt cái điều kiện cho loga trước, có loga thì phải đặt điều kiện. Điều kiện của loga là x phải dương. Thì phương trình lúc này tương đương với lại là log 2 bình của x chuyển 5 qua là thành là trừ 7 log 2 của x và cộng cho 9 bằng 0. Ở đây thay vì đặt t thì mình bấm máy tính cho nó nhanh. Bấm
bấm máy tính với hệ là 1 trừ 7 9. Nó ra là một nghiệm, ở đây không có ghi, không phải là x nha, đây là log cơ số 2 của x bằng 7 cộng 10 căn 13 chia 2. Một nghiệm tiếp theo là 7 trừ căn 13 chia 2. Từ đây mình có thể suy ra được nghiệm là 2 mũ. Ở đây mình sẽ lưu cái thằng này vào chữ A. Lưu nghiệm. Bấm Store A. Và cái thằng còn lại lưu vào B. Thì khi đi ra ngoài, ở đây tích tất cả các nghiệm thì mình đã lưu cái thằng này là A nè. Còn nãy mình lưu cái thằng này là B. Thì bây giờ mình chỉ cần bấm là 2 mũ A nhân cho 2 mũ B. Đáp án là 128. 33 đáp án A. Câu 34. Cho hàm số f(x) có đạo hàm khoảng nghịch biến thì muốn tìm cái này thì mình chỉ có là cho thằng f(x) bằng 0 thôi. Nhìn thấy ngay x sẽ bằng 0. Đây là nghiệm bội lẻ. Và một cái x bằng 1 là nghiệm bội chẵn. Một nghiệm nữa là x bằng trừ 2. Thì mình nên nhớ nghiệm bội lẻ khi đang giấu sẽ đổi dấu, còn nghiệm bội chẵn không đổi dấu. Ở đây lập các bảng biến thiên ra. Trừ 2, 0, 1. Trước cái này x dương hết nên đây là dấu cộng. Qua nghiệm bội chẵn không đổi dấu, qua nghiệm bội lẻ đổi dấu. Như vậy mình thấy ngay khoảng nghịch biến của hàm số là trừ 2, 0. 34 đáp án là câu A. Câu 35. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng. Đầu tiên câu này mình sẽ phải tìm được không gian mẫu là n omega. N omega của mình sẽ là chọn hai số từ tập 17 số là C2 17. Để chọn hai số chẵn thì đây thầy gọi A là tập hợp các số chẵn, thì A của mình sẽ gồm các số sau. Các số nguyên dương đầu tiên là số 2 4 6 8 10 12 14 16. Như vậy đây mình có là 2 4 6 8. NA sẽ là 8. Vậy thì xác suất là bằng NA chia N omega là bằng 8 phần C2 17. Một phần 17. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số. Ôi, thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi, hay đọc nhầm đề. Chọn đồng thời hai số từ tập 17 số nguyên dương đầu tiên.
xác suất chọn hai số chẵn. Có 17 số nguyên dương. Nó cũng cái này nó nè. Rồi, ở đây nãy mình cái nồi bega cũng là đúng rồi, là C 217. Và tập A của mình đó là có 2 4 6 8 10 12 14 16. Này là có 8 số. Thì để chọn hai số từ tập 8 số này thì mình sẽ có NA là C28. Như vậy thì suy ra xác suất nó sẽ là bằng NA chia N omega là bằng là C28 chia C217. 8C2 chia 17C2 là 7/34, đáp án D. Câu số 36. Trong không gian ODZ cho điểm A -1, 2, -4, điểm đối xứng với A qua mặt phẳng ODZ. Vậy tưởng tượng nè, ở đây hãy có một cái mặt phẳng OZ. Điểm A tọa độ là -1, 2, -4. Như vậy điểm đối xứng ở đây gọi là A phẩy đi. Ở những bài hình học trước thì mình đã học rồi, muốn tìm được điểm đối xứng thì mình phải tìm được hình chiếu của A lên cái mặt phẳng này. Mà khi A lên cái mặt phẳng này thì quá dễ, chiếu lên đâu thì giữ nguyên cái tọa độ đó. Còn cái thằng là không có chữ thì nó bằng 0, x không có. Thì dĩ nhiên ở đây thầy gọi hình chiếu là H, thì H sẽ có tọa độ là 0, 2, -4. Và H sẽ là trung điểm của hai thằng này. Như vậy mình có khẳng định là H là trung điểm AA phẩy. Thì dĩ nhiên XH sẽ bằng XA cộng XA phẩy chia đôi. Vậy suy ra ở đây xếp soạn XA phẩy đi, XH là 0, XA là -1 cộng XA phẩy chia 2. Thì x đây là 1, xh mình là 1. YH cũng tương tự sẽ bằng YA cộng cho YA phẩy chia đôi. YH là 2, YA là 2. Như vậy YH là 2. Ở đây mình thấy ngay xh x bằng 1, y bằng 2 thì chỉ có câu C thôi, mình chọn liền khỏi cần tìm Z.
Câu 37. Đối với những câu mà chỉ có thằng x và nó kêu tìm số nguyên thì mình sẽ dùng table của máy tính. Nhưng mà trước khi dùng table thì mình phải đặt điều kiện cho cái thằng bên trong log cũng như là cái mẫu. Thì đây mình thấy là ở đây là một cái là x bậc 2, x bậc 3, x cộng 1 mũ 3, thì mình sẽ đặt chung là điều kiện là x cộng 1 dương và x bình trừ 5x cộng 5x trừ 6 khác không. Thì đây mình có là x lớn hơn trừ 1 và x khác 6 và x khác trừ 1. Ở đây mình giao lại chỉ còn là x lớn hơn trừ 1, x khác 6 thôi. Dĩ nhiên x khác trừ, lớn hơn trừ 1 nó sẽ khác trừ 1. Và mình sẽ table. Mình sẽ nhập log 2023 của x cộng 1 tất cả bình chuyển cái thằng này qua đây là trừ bắt đầu vì x lớn hơn trừ 1 nên thầy sẽ bắt đầu từ 0, x nguyên thì bắt đầu từ 0 đi. Và kết thúc sẽ là, ở đây mình thấy đáp án của nó lớn nhất là 2024 nên mình sẽ cho từ 0 đến 2023, có nghĩa là có 2023 số đó và bước là 1. Step là 2023 chia 44. Vì chuyển qua đây nên buộc cái đống này nó sẽ dương, nó sẽ phải mang giá trị dương. Mình sẽ mò kiếm coi thằng nào mang giá trị dương và mình chọn nó. Đây không có giá trị dương. Cộng cho trừ cho nó 2024. Từ 0 đến 7 thử. À, vì lý do là nó sẽ khi các bạn cho lớn quá, cho nên ở đây mình thấy là bắt đầu từ số 1 nó sẽ mang giá trị dương và đến số 5 là nó hết. Từ 1 đến 5, 7 là nó mang giá trị âm rồi, 6 là loại rồi. Ở đây cái nghiệm cuối cùng của mình là từ x sẽ chạy từ 1 đến 5, như vậy là có 5 x nguyên. Câu D.
Câu 38. Cho hình chóp SABC có SA bằng SB bằng SC bằng A. Góc AC bằng CB bằng 60 độ và góc ASB bằng 90 độ. Khoảng cách từ A đến SBC bằng. Như vậy ở đây có một kiến thức thầy đã dạy cho các bạn rồi, đó chính là khi mà các cạnh bên của một hình chóp bằng nhau thì chân đường vuông góc hay gọi là chân đường cao á là tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy. Thì đây đỉnh của mình đang cho là nét. Thì cái đáy của mình là đáy ABC. ASB bằng 90 độ. Khoảng cách từ A đến BC là. Rồi bây giờ vẽ thử với thầy ha. Vẽ cái hình này. SC bằng 6 bằng CSB bằng 60 độ. Và ASB bằng cái góc này. Cạnh này bằng A. Thì do là cái tam giác SBC SB bằng SC nên suy ra được tam giác SBC cân mà vì góc 60 độ nên ở đây là mình có là đều luôn, mà khi đều thì thằng BC bằng A. Khi BC bằng A, tương tự với thằng SAC thì thằng AC cũng là A. Thằng này bằng 90 độ thì đây là A căn 2. Tam giác ABC có hai thằng này bằng A và thằng A căn 2. Như vậy mình có thể dễ dàng nhận thấy được rằng đây là tam giác vuông cân và nó sẽ cân vuông cân tại C. Như vậy thì tâm đường tròn ngoại tiếp đáy chính là trung điểm của AB. Đây mình vẽ lại cái hình ha. Trung điểm AB. Thì gọi đây là H. Do là thằng này đó nó vuông tại C. Như vậy thì tích thằng này cái khoảng cách từ A đến SBC. Từ A đến SBC. Rồi mình đã biết được chân đường cao rồi. Thì ở đây mình nhớ một cái quy tắc tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, đó chính là đưa về chân đường cao. Ở đây cụ thể khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC mình sẽ phải đưa nó về khoảng cách từ H đến mặt phẳng SBC.
Và điều quan trọng là bây giờ nó bằng bao nhiêu lần. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng là do ở đây có góc vuông nên tìm khoảng cách từ H đến SBC là mình phải chiếu, mình cũng phải kẻ một cái góc vuông ở đây. Và dĩ nhiên do hai thằng này cùng vuông góc với BC nên thằng HM cũng sẽ song song với AC. Mà khi HM song song với AC mà H lại là trung điểm nên HM là đường trung bình. Mà đường trung bình thì khoảng cách từ H đến SBC sẽ bằng một nửa khoảng cách của A đến SBC. Như vậy thì mình nói ngược lại, khoảng cách từ A đến SBC sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ H đến SBC. Và đó chính là cái đoạn HK. Như mình tìm HK bằng 2 lần HK. Mình tìm HK bằng cách nào? Thì theo thể thức lượng cho tam giác là 1 phần HK bình bằng 1 phần SH bình cộng 1 phần HM bình. Nhưng mà ở đây mình HM thì mình có rồi. HM dễ dàng thấy được nó chính là bằng A chia 2. Đúng rồi, HM là A chia 2. Nè, H là M nè. Trước cái hình này mình thấy HM bằng A chia 2. Như vậy mình cái mình tìm đó, cần tìm đó chính là SH. Mà SH chính là đường cao trong cái thể có chớp này. Và muốn tìm đường cao thì mình có là đường cao bằng 3V, 3 lần thể tích chia cho diện tích đáy. Thể tích thằng này tính dễ lắm. Thể tích sẽ là 1 phần 3 nhân cho SH. À, SH chưa có, nhầm. 3 lần đường cao diện tích đáy. Ủa, nếu như mà SAB là tam giác vuông cân, hồi nãy mình đã xác định rồi thì mình tính nhanh được là tam giác vuông cân. Bây giờ thì chiếc cái hình ra ha, nó là tam giác như thế này, SAB và H là nằm trung điểm đây, thì nó chính là cặp đường nửa đường chéo, thì SH mình có ngay là A căn 2 chia 2. Rồi bây giờ mình có đầy đủ rồi, mình thay vào thôi. Bằng 1 phần A căn 1 phần căn 2 chia 2, bỏ chữ A đi. HM là A chia 2. Rồi bây giờ bấm cái cụm này. 1 phần căn 2 chia 2 tất cả bình cộng cho 1 phần 4. Vậy ra là 6. Như vậy HK bình sẽ bằng 1 phần 6 và HK sẽ bằng căn của 1 phần 6 là căn 6 phần 6. Đó, thay vào đây là mình sẽ ra được là căn 6 phần 3. Đáp án của mình là đáp án C, 38C. Cho các bạn coi lại một xíu nha.
tôi giữ các bạn. Câu 39. Trên mặt phẳng tọa độ, biết tập hợp các biểu diễn số phức z thỏa mãn. Rồi câu này là một câu khá là dễ dàng. Ở đây thì mình phải đưa về cái dạng là z trừ z0 bằng r. Ở đây chưa đúng dạng thì mình phải đưa về đúng dạng bằng cách đặt dấu trừ ra, đây là 2 và 2 trừ 3y bằng căn 3. Như vậy ở đây mình thấy là tâm của mình có tọa độ là 2 trừ 3 và bán kính là căn 3. Đáp án của mình đáp án A, 39 nè. Câu 40. Cho hàm số x liên tục có đạo hàm trên R F2 bằng 16. Nó cho cái tích phân này bằng 4 và nó kêu tính tích phân. Thì nhìn vào thì các em sẽ biết ngay đây là nguyên hàm từng phần. Mình sẽ đặt U bằng X. Lấy vi phân thì DU sẽ là DX. DV của mình sẽ là F'X chia 2 DX. Ở đây V của mình sẽ bằng cái gì? Thì có một cái lưu ý các bạn, đó là nguyên hàm, nguyên hàm F'AX DX, các bạn nhớ luôn cái điều này, nó sẽ là 1 phần A nhân FX. Như vậy đây mình thấy hệ số A là 1 phần 2, thì 1 phần của 1 phần 2 là 2, vậy là FX, 2 là FX. Dùng công thức, vậy mình có là thằng, phải đặt thằng này là Y đi. Y sẽ là UV là X 2X FX. Ở xin lỗi, X chia 2 AX. Công thức đúng là AX nha, nhầm. X chia 2 từ 0 đến 4 trừ cho tích phân từ 0 đến 4 của 2 lần FX chia 2 DX. Thay vào thôi, đó là ra 8 lần F2 trừ cho, cái này cũng tương tự như vậy, thì nó thành là 4 lần từ 0 đến 4 2 lần Fx chia 2 Dx. Mình sẽ đặt U bằng X chia 2, suy ra DU sẽ là 1 phần 2 DX. Đổi cận 0 thành là 0, 4 là 2. 2 lần, đây là FU, dx là 1 phần 2 lần, dx là bằng 2 du. Vậy đó là 2 du. Nó bằng là tích phân từ 0 đến 2 của 4 lần fu du. Hay mình có quyền đưa về là 0 đến 2 của 4 lần fx dx. Và nó bằng là 4. Để cho đây là bằng 4 nhân 4 là bằng 16. Thay nó vào đây thì nó sẽ là 8 nhân cho F2 đề cho là 16 trừ cho 16. 8 nhân 16 trừ 16 là 112. Đáp án là câu C.
có 41. Câu này hơi phức tạp, nó vẽ hình đẹp chút xíu. Cho lăng trụ đứng ABC dễ nhỉ. Cho lăng trụ đứng A có đáy ABC là tam giác vuông AB bằng BC, như vậy điều này cho mình biết là vuông tại B và hai thằng này là vuông cân với nhau bằng A. Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ACC phẩy ACC phẩy và góc ACC phẩy và góc A phẩy AB ACC phẩy để nhầm hình được. ACC phẩy và AB phẩy C phẩy AB phẩy C phẩy là góc này, cái mặt này. Thì mình sẽ thấy đây nó là cái gì? AC phẩy và góc AB phẩy C phẩy và ACC phẩy. Mình biết, mình nhìn thấy ngay đây là một cái góc tù. Mà góc với hai mặt phẳng là góc tù rất là khó nhìn. Thì bây giờ mình sẽ mở rộng cái mặt phẳng ra là bằng cách là mặt ACC phẩy mình sẽ kéo cái nó bự ra là mặt A phẩy C phẩy C, đúng không ạ? Vậy bây giờ thì góc giữa ACC phẩy và AB phẩy C phẩy bằng với lại góc của AB phẩy C phẩy và cái mặt đáy A phẩy C phẩy C và nó bằng 60 độ. Mình coi như cái mặt A phẩy C phẩy C là cái mặt đáy ha, là bởi vì nó đang kêu mình tìm cái thể tích khối chớp này. Rồi góc đó là góc nào? Thì mình phải biết được, muốn tìm góc giữa hai mặt phẳng thì mình phải tìm giao tuyến. Giao tuyến giữa mặt A B phẩy C phẩy và mặt A C phẩy A phẩy nó chính là đường thẳng AC phẩy. Như vậy từ B phẩy mình sẽ dựng B phẩy Y đi vuông góc với cái giao tuyến là AC phẩy. Đây chính là cái đoạn B phẩy Y. Đây cái đường nét đường đứt nha các bạn. Thầy nhầm. Nét đứt. Như vậy thì mình dễ dàng nhận thấy rằng là A phẩy Y dễ dàng có, không cần phải chứng minh lại, nó rất là dài. A phẩy Y sẽ vuông góc với lại AC phẩy. Các bạn dùng lớp 11 để chứng minh ha.
Như vậy mình có ngay cái góc B phẩy y phẩy a phẩy bằng 60 độ. Rồi ta lại có cái gì? A phẩy B phẩy vuông góc với B phẩy C phẩy. Cái này do tam giác ABC tam giác đáy vuông tại B. Và A phẩy B phẩy vuông với lại góc nhìn nhầm. Bây giờ góc này là 60 độ. Mình đâu cần dùng cái đó làm gì. Thế nên mình có là góc này là 60. Tính AI, A phẩy Y bằng bao nhiêu? Đường keo AB bằng BC bằng A. Nên sẽ bằng A. Ui, con này làm nhầm các bạn ơi. Sửa lại xíu nha. Vẽ lại cái hình. C C phẩy ở đây mình có là góc A C C phẩy hợp với lại mặt phẳng AB phẩy C phẩy bằng với lại mặt phẳng A B phẩy C phẩy hợp với mặt phẳng lớn là A C C phẩy A phẩy và nó bằng 60 độ. Thì từ từ B phẩy thầy sẽ dựng B phẩy Y vuông góc với A C phẩy giống nãy thôi.
y a phẩy nó không có vuông đâu, thì bây giờ mình sẽ từ y mình sẽ dựng ngược lại y h vuông góc với lại a c phẩy, dựng y h vuông góc với a c phẩy. Như vậy góc bây giờ góc với hai mặt phẳng đó chính là góc B phẩy IH và nó bằng 60 độ. Tam giác vuông bằng 60. Ở đây mình có thể suy ra được là AC phẩy vuông góc với toàn bộ cái mặt B phẩy IH. Mà như vậy mình AC phẩy cũng sẽ vuông góc với lại B phẩy H. Như vậy B phẩy H cũng vuông góc với AC phẩy. Mà B phẩy H vuông góc với AC phẩy, B phẩy H vuông góc với A phẩy do là lăng trụ đứng. Nên mình có khẳng định là B phẩy H vuông góc với cả mặt phẳng AC phẩy C AC C phẩy A phẩy. B phẩy H vuông góc với lại A phẩy C phẩy và B phẩy H vuông góc với A A phẩy. Vậy là chứng minh trên. Cái này là do lăng trụ đứng. Nên ở đây mình khẳng định là B phẩy H lúc này vuông góc với toàn bộ cái mặt A C C phẩy A phẩy. Vậy mình có ngay đường K chính là BH. Và B phẩy H sẽ vuông góc với HI. À, lúc này thì xét tam giác BHI vuông tại H. Chia cái hình ra ha. B HI vuông tại H có góc Y bằng này BI B phẩy có góc Y bằng 60 độ. Do là HB vuông góc với cái này mà tam giác này là tam giác cân nên mình có ngay HB là căn 2 chia 2. Cái này do là tam giác vuông cân suy ra thôi. H đáng lý là trung điểm đó các bạn. Hình này vẽ hơi sai xíu. Thì từ đây mình suy ra được IH bằng gì? Bằng IH bằng HB phải chia tan 60. Đúng không? Mà HB mình có là căn 2 chia 2 chia tan 60. Là căn 6 chia 6. IH bằng căn 6 chia 6. Rồi. B
BH mình đã có được IH bằng căn 6 chia 6. Rồi bây giờ cái mục đích của mình tóm lại là mình phải tìm thể tích thằng này. Mà mình có ngay là thể tích thằng V của B phẩy AC, C phẩy A. Nó chính là 1 phần 3 B phẩy H nhân diện tích AC, C phẩy A phẩy. Cái thằng BH mình đã có rồi, bây giờ mình cần diện tích này. Thì đây là hình chữ nhật. Đã biết được cạnh đáy là, đã biết một cạnh là A căn 2 rồi. Mình chỉ cần tìm chiều cao thôi. Mà tìm chiều cao thì bây giờ mình phải xét tam giác đồng dạng. Ở đây mình có là tam giác A, A phẩy, C phẩy. H là trung điểm AC đúng không? H là trung điểm A phẩy, C phẩy. Dựng vuông góc lên. À, như vậy thì mình có tam giác A, A phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác HI, C phẩy. Dùng thứ tự nha, thì mình ngay có ngay là A, A phẩy chia cho HI bằng A phẩy, C phẩy có chưa? A phẩy, C phẩy chưa có, đừng lấy nó. Lấy A, à, A phẩy, C phẩy có rồi, và chia tương ứng với IC phẩy. IC phẩy tìm cũng hơi mệt, lấy luôn cái thằng kia đi, là AC phẩy chia cho HC phẩy, và HC phẩy mình đã có rồi. Như vậy mình có là A, A phẩy bằng là AC phẩy nhân HI chia cho HC phẩy. A, A phẩy bằng, mà AC bằng bao nhiêu? AC phẩy bằng bao nhiêu? AC phẩy là bằng thế tương đương được là A, A phẩy bằng AC phẩy mà chia cho HC phẩy. HI chưa có. Coi có dưới đúng thứ tự không? A, A phẩy, C phẩy và HI, C phẩy thì chiều cao đang tìm A phẩy chia cho HI. Đúng rồi. HI bằng 1. HI bằng 1 nửa thằng này. AC phẩy. Rồi, ở đây thì AC phẩy sẽ bằng là căn của A, A phẩy bình nên mình bảo AC phẩy HI bằng 1 phần 2 lần A phẩy M chia cho HC phẩy. Mà AC phẩy nhân cho AM có nghĩa là cao nhân huyền thì bằng, sẽ bằng là A, A phẩy 1 phần 2 A, A phẩy nhân cho ui cái này A, A phẩy bằng là A, C phẩy. A, C phẩy mình đưa về cho go đi. A, C phẩy sẽ là căn của A, A phẩy bình cộng cho A phẩy, C phẩy bình nhân cho HI là 1 phần 2 A phẩy M chia cho HC là 1 phần 2 AC phẩy là bằng
căn 2 chia 2. Bây giờ nè. Thay vào máy tính thôi. A phẩy là mình là cái mình đang tìm. Căn của cái mình đang cộng cho A phẩy C phẩy. A phẩy C phẩy là căn 2 bình là 2. Nhân cho 1 phần 2 AM, A phẩy M. A phẩy M là đường cao. Cái này nữa. Ok, nhớ rồi. A phẩy bằng AC phẩy, đi giống cái đường giống hồi nãy. AC phẩy là giữ nguyên lại. HI là bằng 1 phần 2 lần A phẩy M, chia cho HC là 1 phần 2 lần A phẩy C phẩy. Mà A phẩy M nhân AC phẩy chính là cao nhân huyền, sẽ bằng A phẩy nhân cho A phẩy C phẩy chia cho 1 phần 2 A phẩy C phẩy. Ồ. Tới đây tìm A phẩy. A phẩy nhân cho HI chia IC phẩy. IC phẩy đã có chưa? Đợi hẹp xíu nha. A phẩy bằng AC phẩy nhân HI. AC phẩy chia HC phẩy. Có cái điều kiện nào mình bỏ qua không? Tam giác vuông bằng A. H là trung điểm. Phẩy AC phẩy là bằng A 1 phần A phẩy M cộng 1 phần A phẩy C phẩy bình. Vậy mình có là A phẩy M bình sẽ là A phẩy C phẩy bình cộng A phẩy bình chia A phẩy bình nhân. Nó phức tạp như vậy. A C phẩy nhân HI. C phẩy y C phẩy IK bằng IH bằng căn 6 chia 6. Ở HI mình có rồi.
AC phẩy, HC phẩy. Ủa, mình có hết rồi mà. Mình có hết rồi mà. AA phẩy. HY mình đã có rồi, quên thì thuận chưa có. AC phẩy là bằng căn của A, A phẩy bình cộng cho A phẩy C phẩy. Nhân cho HY chia cho HC là 1 phần 2 A phẩy C phẩy. Rồi bây giờ mình nhập vô mình xếp son thôi. A A phẩy là X nè. Căn của X bình cộng A là 2 là 2, căn 2 bình là 2. Nhân cho HY nãy mình tìm được là căn 6 chia 6 1 phần 2 nhân A phẩy C phẩy là căn 2. Vậy A phẩy bằng 1. Vậy V của mình thay vào đây thôi sẽ là 1 phần 3 nhân B phẩy H là ra là B phẩy H là bằng 1 độ là căn 2 chia 2. Nhân S là bằng căn 2 nhân 1. Như vậy đó là 1 phần 3 41A. 41 là đáp án A. Do là tại thầy tụi nó HY chưa ra. Rồi bây giờ là câu 42. Cho hàm số f(x) liên tục trên R thỏa mãn trừ 2 đến 2 của cái hàm này. Và tính tích phân. Ở đây thì mình thấy một đống trong đây thì mình sẽ đặt đặt ẩn cái nó đi, đặt đổi biến nó đi là đặt T. Đặt T, đặt U cũng đặt T bằng căn x bình cộng 5 trừ x. Mình có ngay là chuyển x qua là t cộng x bằng căn x bình cộng 5. Ở đây lấy vi phân thì nó hồi các bạn sẽ ra một đống này nó rối nè. Cho nên bây giờ mình bình phương hai vế đi. Bình phương hai vế là t bình cộng 2 tx cộng x bình bằng x bình cộng 5. Đây, à, xin lỗi, x bình mất. Như vậy mình còn là t bình cộng 2 tx bằng 5. Vậy x của mình tìm được là 5 trừ t bình chia 2 t à, bằng là 5 phần 2 t trừ cho 1 phần 2 t. Rồi bây giờ lấy vi phân hai vế nè. Mình có là dx sẽ bằng là trừ 5 phần 2 t bình, đúng không? Trừ 1 phần 2 tất cả nhân dt. Rồi đổi cận. Đề cho cận là x bằng 2, x bằng trừ 2. Vậy suy ra t của mình sẽ là 3 5 và x bằng 2 thì t sẽ là 1. Vậy tích phân của mình sẽ là từ 5 tới 1. Ở đây ghi đúng thứ tự nha, do là trừ 2 đến 2 và trừ 2 là bằng 5 nên là đây là 5 tới 1 của thằng FT. Và dx của mình tìm được là trừ 5 phần 2 t bình trừ 1 phần 2 dt. Ở đây các bạn muốn đổi cái cận lại cho đẹp á, thì đặt dấu trừ này ra. Nó sẽ còn là 1 phần 5 lần FT
nhân cho 5 phần 2 tơi bình cộng 1 phần 2 dt. Đây tách ra là 5 phần 2 nhân 1 đến 5 của ft chia tơi bình dt cộng 1 phần 2 từ 1 đến 5 ft dt. Đề cho cái tích phân này bằng 1, cho nên cái đóng này bằng 1. Cái tích phân này đề cho là bằng 3, nên cái đóng này bằng 3 và cộng cho 1 phần 2, thầy gọi tích phân này là y đang tìm. Như vậy mình có ngay y là bằng 1 bằng 15 phần 2 cộng cho 1 phần 1 bằng trừ 13. Đáp án là đáp án B. Rồi, mình qua câu tiếp theo là câu 43. Là câu khó nha. Nhưng mà thầy sẽ chỉ các bạn cái phương pháp, đó là chuyển đưa nó về hình học. Ở đây mình có là cái gì? Thằng này mình nhìn vào là mình thấy ngay tập hợp điểm biểu diễn số phức Z1 là đường tròn có tâm y tọa độ là 3, 4, R bằng 1. Còn thằng Z2 cộng 1 bằng Z2 trừ y. Thầy đặt Z2 bằng x cộng y y. Ở đây mình có ngay được là cái gì? X cộng 1 cộng y y thay vào bằng x cộng y trừ 1. Này sẽ là căn của x bình cộng 2x cộng 1 cộng y bình. Và đây là căn của x bình cộng y bình trừ 2y cộng 1. Bình phương hai bế lên thì mình có là hai thằng này mất, một mất luôn. Mình có là gì? 2x bằng trừ 2y hay là y bằng trừ x. Như vậy điểm biểu diễn số phức Z chính là đường thẳng y bằng trừ x. Rồi, ở đây cái thằng này mới là cái thằng quan trọng nè. Z1 trừ Z2 chia 2 trừ y là số thực. Bây giờ mình sẽ vector hóa nó đi. Có nghĩa là sao? Z1 thầy gọi điểm biểu diễn Z1 là M2 là điểm biểu diễn Z2 và A có tọa độ là 2 trừ 1, cái thằng dưới đây. Vậy Z1 có phải là vector OM không?
OM1 vector trừ cho OM2 vector chia cho OA vector, nó sẽ bằng một con số là k. Tại vì là số thực mà nên nó phải là bằng k. Mà OM1 trừ OM2 dễ dàng mình có là M2 bằng vector M2 M1 chia cho vector OA bằng k, hay nói cách khác M2 M1 sẽ bằng k lần vector OA. Có thể hiểu nó là cùng phương á. Ở đây mình có được là M2 M1 sẽ bằng là sẽ song song với OA. Và M2 M1 bằng k lần OA. Rồi bây giờ mình vẽ hình ra. Đối với câu này yêu cầu các bạn phải vẽ hình đúng tỷ lệ, các bạn phải mới nhìn ra được. Mình có tâm y là tọa độ 3, 4, 1, 2, 3. Bán kính bằng 1. Ừ, 3, 4. Mấy đây mới đúng. Cái đường tròn của mình chỉ là cái đường tròn này. Bán kính bằng 1. Và đường thẳng y bằng trừ x thì cho x bằng 0 thì y bằng 0, x bằng 1 thì y bằng trừ 1. Như vậy M1 nó sẽ chạy trên cái đường tròn này, và M2 nó sẽ chạy trên cái đường thẳng này. Còn một cái yếu tố nữa đó là M1, M2 bằng K lần vector OA. Như vậy vector OA đâu? A là 2 và trừ 1. Thì 2 đây trừ 1 đây. Như vậy A, thằng A nằm đây nè. OA mình nói lại. Như vậy M1, M2 nó sẽ chạy trên, M1 chạy trên đường tròn, M2 chạy trên cái đường thẳng D này, sao cho nó luôn song song với đường thẳng OA. Thì ở đây mình thấy ngay kẻ nó song song với OA. Nên thì vẽ nó cắt. Vậy có nghĩa đây là M1, M2. Đó. Và M2 và cái đây là min. Cái khoảng cách lớn nhất là thằng song song như thế này, vẽ lên. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần tìm cái thằng M1, M2 thôi thì mình sẽ ra được cái thằng
M1, M2 thầy gọi Y. Câu này hơi dài để thẻ bài phần 2 ha. Bây giờ mình sẽ qua cái câu nó ngắn hơn câu 44. Phần 2 thầy sẽ like cho các bạn cái này. Gọi S là tập có số thuộc thập thỏa mãn của M thỏa mãn hàm số bậc 4 đồng biến trên R. Câu này nó nằm ở vị trí 44 nhưng nó khá là dễ. Các bạn lưu ý hàm bậc 4 không bao giờ đồng biến trên R, thì chỉ có hàm bậc 3 thôi. Như vậy mình có xét cái trường hợp là với M bằng 0, vậy suy ra cái thằng Y của mình bây giờ nó trở thành là x mũ 3 trừ x bình cộng 18 x. Mình thử ha, Y phẩy là bằng 3x bình trừ 2x cộng 18 và cho này bằng 0. Phương trình này là phương trình vô nghiệm nên nó sẽ đồng biến với R. Như vậy chỉ có duy nhất một thằng M là M bằng 0 thỏa rồi. Các bạn nghe. Câu 45. Trong không gian với hệ trục tọa độ ODZ cho điểm M 3 2 1 mà phẳng B đi qua M và các trục tọa độ không trùng với góc sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Như vậy đây là nó cắt ba trục tọa độ. Như vậy khi M giao với lại OX thì thằng A của mình sẽ có tọa độ là 300. M giao với lại OY thì thằng B của mình sẽ có tọa độ là 020. Và M giao với lại OZ thì thằng C của mình sẽ có tọa độ là 001. M là trực tâm tam giác. Thì mình có ngay được là OM chính là vuông góc với mặt phẳng ABC. Hồi nãy thầy đã nói rồi. Xin lỗi những bài trước thầy đã nói rồi. Phương trình mặt phẳng theo đoạn trắng mà có M trực tâm thì mình suy được ngay là khoảng từ O vector đoạn OM sẽ vuông góc với cái mặt phẳng ABC đó. Thì đây mình có ngay vector OM là 3 2 1. Đây là một vector pháp tuyến luôn mà cho đi qua O. Và vector pháp tuyến này là đi qua M. Như vậy mặt phẳng P của mình đi qua M hoặc đi qua A cũng được. Và vector pháp tuyến N là bằng 3 2 1. Có 3 nhân cho x trừ 3 cộng 2 nhân y trừ 2 cộng 1 nhân z trừ 1 bằng 0. 3x cộng 2y cộng z trừ 9 trừ 4 là trừ 13, trừ 3 trừ 1 là trừ 14 bằng 0. Đáp án là đáp án B. Bốn mươi sáu, có bao nhiêu cặp số nguyên? Cái này thỏa mãn.
Thì cái câu này chỉ các bạn làm nhanh nè. Mình nhận xét thấy rằng ở đây, trong đây có 3 x cộng 2y, ở trên đây cũng có x cộng 2y, nó thiếu cái trừ 3 thôi, mà mình thấy là 8, 9 là bằng 2 mũ 3. Khi mà chia xuống thì đây sẽ có trừ 3 ngay. Cho nên ở đây thầy biến đổi cái phương trình này thành là 2 mũ x cộng 2y chia 8, hay là chia 2 mũ 3 cộng cho 1 phần 8 3 nhân x bình trừ 3y trừ 2 nhân x cộng 2y trừ 3 bằng 1. Tại mình chia xuống rồi thì đây mình tương đương được ngay là 2x cộng 2y trừ 3 cộng 1 phần 8 nhân 3 mũ x bình trừ 3y trừ 2 nhân x cộng 2y trừ 3 bằng 1. Ở đây mình chắc chắn thằng này là cái thằng mình cần tìm, không chạy đâu được cả. Mà ở đây bây giờ mình xét thử nha, với x cộng 2y trừ 3 lớn hơn 0 thì đây lớn 0 thì dĩ nhiên này lớn hơn 1 rồi, này lớn hơn 1, thằng này lớn hơn 0 rồi, thằng này lớn hơn 0 nữa, cho nên thằng này chắc chắn cái hàm của thầy là fx nó lớn hơn 1. Điều này nó vậy thì phương trình này vô nghĩa. Với x cộng 2y trừ 3 mà nhỏ hơn 0 thì mình có ngay là gì? Khi mà âm thì thằng này sẽ nhỏ hơn 1, đúng không? Thằng này dương rồi, thằng này bé hơn 0, cho nên bé hơn 0 mà cộng cho bé hơn 1 cộng cho bé hơn 0 dĩ nhiên nó bé hơn 1. Điều này cũng vô nghiệm, cho nên chỉ có trường hợp duy nhất đúng đó chính là x cộng 2y trừ 3 bằng 0. Thì đây mình có là x bằng 3 trừ 2y, mà để yêu cầu là x nằm trong cái đoạn này, có nghĩa là trừ 20 23 bé hơn bằng x bé hơn bằng 2023. Thay vào bé hơn bằng 3 trừ 2y bé hơn bằng 2023, chia qua đây là trừ qua đây là trừ 2026 2020 y bé hơn bằng trừ 1010 bé hơn bằng 1013. Như vậy từ 1013 đến 1010 cộng 1 là tổng cộng 2024 số. Đáp án là đáp án D. Câu 47. Cho tứ diện đều. Ở câu này lưu ý thầy, đây là tứ diện đều. Một mặt cầu S tiếp xúc với 3 đường thẳng AB, AC, AD. Như vậy khi cho tứ diện đều, có nghĩa đường đường cao chính là hạ chân đường cao chính là trọng tâm của tam giác BCD, thì tâm mặt cầu ngoại tiếp nó cũng thuộc vào thằng A, đường thẳng AG. Và dĩ nhiên khi tiếp xúc thì tâm nằm đâu đây nè, đối với mặt cầu nó mới tiếp xúc với cái mấy thằng này. Để dễ hình dung hơn, mình do tụi nó đều hết nên thầy chỉ xét cái này thôi. Giả sử đây là mặt cầu tâm y, đây cạnh AD ha. Thầy bỏ đi A, đây là AD tiếp xúc mà. Dĩ nhiên
Tiếp xúc chính là vuông bán kính AD vuông góc với bán kính. Cạnh AD bằng A. Đường thẳng AB thằng này cũng bằng A luôn. À, xin lỗi, thằng CD cũng bằng A, cho nên cái thằng này góc này bao nhiêu độ? Mình tính cái góc này ra, cái góc GAD này này vuông, cos góc GAD sin chứ là bằng GD chia cho AD, mà GD chính là bằng 1/2/3 đường cao là A căn 3 chia 2, AD là A, như vậy nó còn lại là căn 3 chia 3. Như vậy sin góc này là bằng A căn 3 chia 3. Vậy GAD bằng xếp sin căn 3 chia 3 nó bằng như đây, thì mình có là còn cái này nó có cái gì, mình có cái gì đối chiêu huyền tan DIA bằng R là ID chia cho AD là bằng R chia A, hay R chính là bằng A nhân cho tan cái góc này, góc GAD. Vậy tan góc này là bằng bao nhiêu? 0,7071. Mình nhân cho đây R, diện tích mặt cầu là 4BR bình, 4 nhân bằng 2, vậy là 2BA bình. Câu C 47 là câu C. 48, trong không gian ODZ cho mặt cầu S, khi người ta cho mặt cầu S mình sẽ khẳng định ngay được là tâm Y có tọa độ là 0, 3, 4 và R là bằng 6. Xét hai điểm MN thay đổi trên mặt cầu S sao cho MN bằng 10, tìm giá trị nhỏ nhất của thằng này. Đây tâm Y MN
Đây R. Thì ở đây thầy có một cái phương pháp, đó là vector hóa nó đi. Mình đã học rồi, vector bình phương chính là bằng độ dài vector bình phương. Thì đưa về như thế này. Bởi vì mình có điểm Y nên thầy sẽ chèn nó vào. Oy bình cộng 2 lần Oy Im cộng cho Im bình trừ cho Oy bình cộng cho 2 lần Oy In và cộng cho In bình. Ở đây thay trừ vô thì Oy với Oy mất. Thì có là 2 lần Oy thì rút ra ngoài, ở trong còn lại Im trừ cho In và cộng cho Im bình trừ cho In bình, và hai thằng này bằng không bởi vì đây là R trừ cho R, Im là R, R bình trừ R bằng không. Như vậy mình còn lại là 2 lần Oy nhân cho Im trị N chính là bằng vector Nm. Đây là tích vô hướng giữa hai vector, mình có công thức là 2 lần Oy nhân Nm, xin lỗi, nhân cho cos góc giữa Oy và Nm. T min khi và chỉ khi mình nhớ giá trị của thằng cos nó chạy từ trừ 1 tới 1, cho nên T min khi cos giữa Oy và Nm bằng trừ 1. Như vậy mình khẳng định ngay là T min sẽ bằng là 2 Oy. Oy chính là độ dài cái này đa năm, đúng không? Oy là bằng căn của 3 bình cộng 4 bình. Nm là đề cho 10, như vậy nó mình ra là 100 trừ 100 nhân cho trừ 1 nữa. Vậy đáp án của mình là đáp án A. Câu 49. Trên tập số phức xét phương trình này có bao nhiêu số thực? Khi gặp cái dạng này các bạn luôn luôn phải phân ra thành hai trường hợp. Là delta lớn hơn bằng 0 có nghĩa là nó sẽ là số thực. Ở đây mình vì b chẵn nên thì delta là phải luôn. Delta đây bằng gì? Là 4a bình trừ b bình trừ 2, đây delta phải. Vì khi mà lớn hơn bằng 0 thì hai thằng z là số thực nên mình cứ dùng đúng quy tắc, đó là cho thực bằng thực, ảo bằng ảo, là z trừ 1 bằng 0 và 2z 2 trừ 3 bằng 0. Ở đây giải được là z 1 bằng 0 và z 2 bằng 3 phần 2. Xin lỗi, z 1 bằng 3. Mình thay ngược ở phương trình này ha. Z1 bằng 3 với Z1 bằng 3 thay ngược là phương trình ở trên. Phương trình đã cho là 9 nè cộng 12A cộng B bình cộng 2 bằng 0. A bằng, vậy là B bình bằng gì? Trừ 12A trừ 7 trừ 11.
Các bạn thay vào điều kiện có nó thỏa không? Là 4A bình trừ cho thành là cộng 12A cộng 11 trừ 2 lớn hơn bằng 0. Bốn, mười hai, bảy. Trừ mười một. Lớn hơn bằng không. Mười một trừ hai, xem lại có cái delta phải đúng không. Lớn hơn bằng không. Z một bằng ba, z hai bằng ba phần hai. Chín cộng 12a cộng b bình cộng 2 thì suy ra b bình bằng trừ 12a trừ 11. Trừ 2. À, đây là 9. À, tất cả số thật như vậy luôn đúng với mọi a. Khi mà luôn đúng với mọi a thì có nghĩa là nhận Z1 bằng 3. Ở đây mình ra b bằng cộng trừ căn luôn đi. Tại vì thay vào nó cũng vậy thôi. B bình mà. Thì đây mình thấy là luôn có hai cặp. AB ở trường hợp này. Và trường hợp thứ hai, dĩ nhiên là delta phẩy ngược lại là bé hơn không. Khi bé hơn không, đây là số phức thì mình phải đặt z bằng x 1 bằng x cộng y, thì dĩ nhiên thằng z 2 nó là liên hợp thôi, x trừ y. Thay vào x cộng y là x cộng y trừ 3 cộng cho 2 x trừ 2 y trừ 3 nhân y bằng 0. Giờ gom thật với thật ảo với ảo lại nè. X trừ 3 cộng 2 y cộng cho y cộng 2 x trừ 3 y bằng 0. Ở đây mình có là x trừ 3 cộng 2 y bằng 0 và y cộng 2 x trừ 3 bằng 0. Giải cái hệ này ra, đưa vào đẹp đi, bằng 3 hay là 2 x cộng y bằng 3. À, mình dễ thấy có là x bằng 1 y bằng 1. Với bằng 1 y bằng 1, bây giờ mình sẽ thay vào suy ra z 1 bằng 1 cộng y và z 2 bằng 1 trừ y, đúng không? Rồi. Bây giờ thay ha. Thay z 1 vào đề. Suy ra z1 có gì? Z1 là
1 cộng y tất cả bình cộng 4a nhân 1 cộng y cộng b bình cộng 2 bé hơn 0 à, bằng 0. 1 cộng y tất cả bình là 2y, 4a cộng 4ay cộng b bình cộng 2 bằng 0. Thực ảo với ảo là 4a cộng b bình cộng 2 bằng 0 và 2 cộng 4a bằng 0. B bằng bao nhiêu? A bằng trừ 1 phần 2 thì đây là trừ 2, D bằng 0. Và thay ngược lại đây ha, thay ngược lại cái delta. Vậy suy ra delta bằng gì? Trừ delta là thay A vào đây là trừ 1 phần 4, 4 nhân trừ 1 phần 4 là trừ 1, trừ 1 trừ 3 bé hơn 0 luôn đúng. Như vậy mình sẽ nhận cặp A bằng trừ 1 phần 2, B bằng 0. Thay Z2 vào đề suy ra 1 trừ y bình cộng 4A nhân 1 trừ y cộng B bình cộng 2 bằng 0. 1 trừ y bình là bằng trừ 2y cộng 4a trừ 4ay cộng b bình cộng 2 bằng 0. Đây mình có được là 4a cộng b bình cộng 2 bằng 0 trừ 2 trừ 4a bằng 0. Giải ra được là a bằng trừ 1 phần 2, vậy b bằng b bình bằng a bằng trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2 thay vào đây là trừ 2 à, xin lỗi, a bằng a chỉ bằng 1 à, b bằng 0 luôn. Vậy chỉ có một cặp thôi, vậy a bằng trừ 1 phần 2, b bằng 0, chỉ có một cặp AB. Vậy tổng cộng là có 3 cặp. Đáp án A. Câu cuối cùng, câu 50. Cho hàm số bậc 4 y bằng fx cơ bản biến thiên như hình vẽ có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để thằng này có đúng 7 điểm cực trị, thì đạo hàm thằng này trước đi. Tìm cực trị phải đạo hàm g phải x bằng, này đạo hàm đó là f phải x nhân e mũ fx, 3 mũ fx đạo hàm đó là f phải x nhân cho 3 mũ fx ln 3. Ê, đặt f phải x ra ngoài, ở trong còn là e mũ fx trừ m nhân ln 3 nhân 3 mũ fx cho thằng này bằng 0. Giải ra được f phải x bằng 0 và e mũ fx trừ m ln 3 nhân 3 mũ fx bằng 0. F phải x bằng 0 ứng với 3 cái điểm cực trị là x bằng trừ 2, x bằng 0 và x bằng 2. Còn lại cái hàm này, đối với cái hàm này hãy chuyển cái kia qua là e mũ fx
bằng mln 3 3 mũ fx. Chia thằng này xuống. Xét cái hàm này, cái này ha. Là e chia 3 mũ fx. Vậy thì fx bằng gì? Bằng loga cơ số e chia 3 của mln 3, được không ạ? Rồi, ở đây nó muốn có 7 cực trị mà mình đã có sẵn 3 cực trị rồi, thì thằng này nó phải có 4 nghiệm. Ở đây lưu ý nha, trừ 5 thì vẽ lại xuống dây xíu. Trừ 5 nó nằm ở đây, thấp hơn trừ 3. Như vậy muốn có 4 nghiệm thì chỉ có nằm trong từ đây đến đây thôi. Có nghĩa là trừ trừ 3 đến 5. Như vậy muốn có 4 nghiệm, yêu cầu bài toán tương đương với việc là trừ 3 bé hơn loga e chia 3 mln 3 bé hơn 5. Mũ lên là bằng là mln 3, vì thằng này nó cơ số nhỏ hơn 1 nên mình phải thằng bên đây qua bên đây. E chia 3 mũ 5 0,61 mũ trừ 3 1,34 chia ln 3 xuống, 0,61 chia ln 3 là 0,55 bé hơn m bé hơn 1,34 chia ln 3 1,22. Như vậy có đúng m bằng bằng 1 là giá trị nguyên. Đáp án của mình là đáp án B. Giờ mình đã giải xong cái đề 5 định lần 2 ha. Rồi, tạm biệt các bạn.